Nụ cười người bán xôi xin hân hạnh gửi đến quý vị khán giả bốn phương trong nước và quốc tế đã đến với kênh của vùng trời bình yên Vinavit để cùng thưởng thức những vần thơ hay và xúc động. Cứ mỗi sáng tinh sương, em lại ở trên đường cùng xe xôi yêu thương phụng sự người đi đường. Gói xôi tuy nhỏ nhắn nhưng ấm áp tình thương của những người qua đường cùng em mỗi buổi sáng. Từ thứ hai đến bảy em đều ở trên đường từ mỗi sáng tinh sương đến 16 đến 10 giờ sáng. Ôi gói xôi Việt Nam mang ấm áp nghĩa tình với bao người ghi hình để tôn vinh cuộc sống. Em ước mơ một ngày số phận em đổi thay, cứ ngày ngày chăm chỉ với xe xôi bền bỉ. Em cũng có ước mong cuộc đời sẽ bớt khổ, hạnh phúc sẽ mỉm cười tới với người bán xôi. Dù ai nói mặc ai khen chê là lẽ đời, vốn dĩ là may gió, em sẽ chẳng buồn đâu. Cuộc đời là bể khổ, ai hiểu thấu lẽ đời, vào ngày mai sáng người nụ cười người bán xôi. Kính thưa quý vị khán giả bốn phương trong nước và quốc tế đã đến với kênh của vùng trời bình yên Vinavit. Kính chúc quý vị buổi tối thật nhiều niềm vui và thật nhiều tiếng cười. Kính thưa quý vị, bé Ngô Thị Dung của chúng ta, một cô gái trẻ sinh năm 1996, quê tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cao nguyên, đã tới với thành phố Hồ Chí Minh lập thân lập nghiệp hơn 15 năm nay. Và cô gái cùng với những người anh em thiện lành của mình khởi nghiệp bằng những xe xôi startup xôi xéo và xôi bắp. Một phần xôi thì 15k, bán từ thứ 2 cho đến thứ 7, từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng hàng tuần, và được rất nhiều những người đi đường cũng như các YouTuber ghé thăm và ăn xôi ủng hộ cho cô, cũng như là kể về câu chuyện của hoa hậu bán xôi Ngô Thị Dung. Và với những tâm tư tình cảm đó thì thầy Thông Tử Vi đã sáng tác bài thơ Nụ cười người bán xôi. Ở đây mang cái tinh thần là nụ cười của người bán xôi Việt Nam, cũng là cái nụ cười của người con gái Việt Nam. Xin hân hạnh gửi đến quý vị với những cái vần thơ cảm xúc khi ăn cái phần xôi buổi sáng. Cứ mỗi sáng tinh sương, em lại ở trên đường cùng xe xôi yêu thương phụng sự người đi đường. Gói xôi tuy nhỏ nhắn nhưng ấm áp tình thương của những người qua đường cùng em mỗi buổi sáng. Từ thứ hai đến bảy em đều ở trên đường từ mỗi sáng tinh sương 6 đến 10 giờ sáng. Ôi gói xôi Việt Nam mang ấm áp nghĩa tình với bao người ghi hình để tôn vinh cuộc sống. Em ước mơ một ngày số phận em đổi thay, cứ ngày ngày chăm chỉ với xe xôi bền bỉ. Em cũng có ước mong cuộc đời sẽ bớt khổ, hạnh phúc sẽ mỉm cười tới với người bán xôi. Dù ai nói mặc ai khen chê là lẽ đời, vốn dĩ là mây gió, em sẽ chẳng buồn đâu. Cuộc đời là bể khổ, ai hiểu thấu lẽ đời, vào ngày mai tươi sáng nụ cười người bán xôi. Kính thưa quý vị, đó là những cái vần thơ hết sức dạt dào để nói về nụ cười của người bán xôi, bé Ngô Thị Dung của chúng ta, xin được hân hạnh gửi đến quý vị gần xa và bạn bè trong nước và quốc tế đã ghé thăm và ủng hộ kênh của người nông dân vui vẻ hay thầy Thông Tử Vi vùng trời bình yên Vinavit. Kính chúc quý vị buổi tối ấm áp bên gia đình, người thân và bạn bè, và buổi tối an lành.
hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.